Đợi chờ. Nối tiếp đợi chờ. Tiếp đợi chờ. Ngày đợi chờ là ngày dài vô tận, ngóng trông mãi, lúp xung đầy cả nhà. Nhân ngày của cha và mẹ, hãy trao tặng gia đình bạn những khoảnh khắc ấm áp khi gia đình là một. Cùng TV Samsung về nhà thôi. Sao còn đợi?